2016 càng ý nghĩa hơn khi Bảo Ngọc kỷ niệm 30 năm thành lập. Bảo Ngọc thì có một giai đoạn và truyền thống ra đời 30 năm hay kỷ niệm 30 năm. Đối với Trung Thu thì Bảo Ngọc luôn luôn hướng tới chương trình dành cho trẻ em. Và ngoài ra thì Bảo Ngọc luôn có cái truyền thống sẻ chia từ ngay từ ngày đầu thành lập Bảo Ngọc rất là khó khăn. Đã có cái đã có một cái tâm huyết và hành động là sẻ chia, luôn luôn đồng hành cùng các nhà tài cùng các cơ quan báo chí để mà đồng hành cùng cả công ty Bảo Ngọc. Thực ra thì qua cái chương trình này, Bảo Ngọc muốn mang đến thông điệp không chỉ là món quà Trung Thu của công ty Bảo Ngọc mà còn muốn mang một thông điệp sẻ chia. Và vừa rồi thì năm vừa rồi thì Bảo Ngọc cũng có đồng hành từ đài công đoàn Đài Truyền hình Hà Nội, cũng có một tổ chức chương trình làm bánh cho các cháu thiếu nhi, và chính là nghệ nhân 30 năm của Bảo Ngọc là muốn truyền lại những kinh nghiệm sẻ chia, những tình cảm cho các cháu. Qua thông điệp đó thì muốn sẻ chia, thứ nhất là nhớ đến công lao của người cha người mẹ, thứ hai là sẻ chia cái tình thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn từ các chiếc bánh mà các cháu làm ra do nghệ nhân 30 năm của công ty Bảo Ngọc hướng dẫn. Đến với cái chương trình phần trao cho em thì công ty tạo những cái chương trình có ý nghĩa. Rất là cảm ơn những câu trả lời câu hỏi của chị. Thực ra như đã chia sẻ, Bảo Ngọc ngay từ đầu những ngày khó khăn ông đã luôn và có một cái tâm nguyện và hành động, đó là sẻ chia cho đồng hành Đài Truyền hình Hà Nội, công đoàn Đài Truyền hình Hà Nội, và muốn mang đến đồng hành cùng với chương trình trong cho em sẻ chia ngoài những cái món quà ý nghĩa, đó là chiếc bánh Trung Thu của Bảo Ngọc do nghệ nhân của Bảo Ngọc làm ra, còn muốn thông điệp sẻ chia là Bảo Ngọc luôn luôn đồng hành cùng các cơ quan báo chí báo đài để mang món quà ý nghĩa tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mang đến sẻ chia với cộng đồng. Hôm nay đi cùng tham gia với chương trình thì em có gia đình khó khăn không? Thực ra thì cũng đại diện cho công ty thì Bảo Ngọc rất hay làm cái chương trình ý nghĩa như thế này. Nhưng thực ra có thể là mỗi một chương trình nó đều cho mình cái cảm xúc rất là khó tả. Mình nghĩ là Bảo Ngọc cũng sẽ đồng hành tiếp tục trong thời gian sắp tới, sẽ đồng hành cùng không chỉ đại diện Hà Nội, các cơ quan báo chí và đài nữa để mà sẻ chia mang thông điệp tới cho những hoàn cảnh khó khăn.